Thánh Pio X, Giáo Hoàng, sinh năm 1835, mất năm 1914. Thánh Pio X, Giáo Hoàng, tên thật là Giuseppe Menchiere Sato, sinh tại làng Riese, miền Venezia, ngày 2 tháng 6 năm 1835. Cha ngài là ông Giovanni Battista Sato, thành hôn với mẹ ngài là bà Margherita Samon, nhỏ hơn ông tới một nửa số tuổi. Vì vậy, lên 17 tuổi, ngài đã mồ côi cha. Làm nghề chạy giấy của xã, ông Giovanni Battista là cha của một gia đình nghèo túng. Chết đi, ông cũng để lại một gia đình càng túng quẫn hơn. Tuy nhiên, nhờ lòng đạo đức của cả hai ông bà mà gia đình này đã góp phần đào tạo nên một vị thánh lớn cho giáo hội. Ngay từ nhỏ, học tại trường làng, Giuseppe đã tỏ ra có nhiều triển vọng. Ngài luôn là một học sinh giỏi đứng đầu lớp học. Theo phong tục thời đó, dù đã vào ban giúp lễ từ hồi 7 tuổi, mãi tới năm 11 tuổi, Giuseppe mới được rước lễ lần đầu. Những ngày tháng mong đợi có lẽ đã khiến ngài khi lớn lên, giáo hoàng sau này đã cho phép trẻ em được rước lễ vỡ lòng khi vừa mới tuổi khôn và nhiệt tình cổ võ lòng tôn sùng bí tích thánh thể. Trước bàn thờ Đức Mẹ, dịp rước lễ lần đầu, Giuseppe đã khấn dâng mình cho Chúa. Từ lâu rồi, ngài đã nuôi ý định này nhưng không dám bày tỏ với cha mẹ. Nhưng khi biết được ý định của con, mẹ ngài đã hết sức tán thành. Cha ngài ngập ngừng vì thấy gia đình nghèo túng, nhưng rồi cũng quảng đại vâng theo ý Chúa. Mọi người đều vui mừng vì quyết định của Giuseppe, nhất là cha sở Riese, cha phó dạy tiếng Latin cho ngài. Khi đã đủ lực theo bậc trung học cơ sở ở Castelfranco, cách Riese 7 cây số, suốt 4 năm trời, ngài thường vác giày trên vai để tiết kiệm và đi bộ tới trường rồi lại đi bộ về nhà. Chính lý tưởng làm linh mục là sức mạnh giúp ngài kiên trì như vậy. Hết 4 năm tại Castelfranco, năm 1850, Giuseppe lên đại chủng viện Padua. Gia đình Giuseppe nghèo, cha sở xin được cho ngài một học bổng. Giáo dân trong họ hàng năm quyên góp tiền giúp đỡ ngài. Thật là những nghĩa cử cao đẹp đối với một ơn gọi. Năm 17 tuổi, thân sinh ông qua đời. Giuseppe muốn bỏ về giúp mẹ và săn sóc cho 7 đứa em. Lại một nghĩa cử cao đẹp khác vun trồng cho ơn gọi Giuseppe chín mùi. Mẹ ngài không chấp nhận ý kiến mà quyết tâm dâng con cho Chúa. Trong nếp sống nghèo khó nhưng lại giàu lòng quảng đại ấy, Giuseppe đã tiến tới chức linh mục ngày 28 tháng 9 năm 1858, lúc 23 tuổi. Sau ngày mở tay tại quê nhà, cha Giuseppe đi nhận chức phó sứ Tombolo. 9 năm sau, ngài được bổ nhiệm làm chính sứ San Zano. 17 năm làm phó sứ rồi chính sứ, cha Giuseppe sống đời hy sinh tận tụy với giáo dân, nhất là với những người nghèo khó. Không hề ước ao danh vọng, ngài lại được chiếu cố, được tín nhiệm vào chức vụ cao hơn. Đức giám mục Crevise mời ngài về làm trưởng ấn tòa giám mục, kiêm nhiệm chức vụ giám đốc chủng viện. Luôn luôn ngài thi hành chức vụ bề trên giao phó một cách chu đáo. Năm 1854, Đức Leo 13, đấng mà ngài sẽ kế vị, đặt ngài làm giám mục cai quản địa phận Mantua. Ngài muốn khước từ nhưng đã vâng lời và quyết nên mọi sự cho mọi người. Dân chúng sẽ thấy tôi luôn kiên trì trong chức vụ, luôn hiền từ và đầy bác ái. Ôm hôn mẹ hiền, ngài cho mẹ xem chiếc nhẫn giám mục của mình. Mẹ ngài cũng sung sướng cho ngài xem chiếc nhẫn cưới của mình và nói: không có chiếc nhẫn của mẹ thì chẳng có chiếc nhẫn của con.
phải thật nhân đức mới có thể đương đầu với tình trạng đáng thương của giáo phận. Chủng viện gần như trống rỗng, dân chúng chịu ảnh hưởng của tâm điểm, hệ phản thuyết phóng túng, nên lòng đạo đức sa sút và chẳng còn nhiệt tâm gì với việc tông đồ, với đời sống nội tâm. Sợ hãi, nhưng đức cha Sát Tô bắt tay ngay vào việc canh tân. Ngài đi kinh lý khắp địa phận rộng lớn. Những cuộc tiếp xúc thường xuyên và thân mật này đã tạo nên những bước tiến cụ thể. Khi mùa gặt đã tới, Ngài lên tiếng kêu gọi cho ngân quỹ vơi cạn của chủng viện và đã được đáp ứng quảng đại. Ngài triệu tập một hội nghị để trao đổi và đón nhận các ý kiến. Ngài luôn lo bảo vệ sự toàn vẹn đức tin và không muốn chấp nhận sự sống nhượng bộ khi không được phép. Người ta phải tranh đấu nơi thanh thiên bạch nhật. Công việc ngày một nhiều, nhưng Ngài vẫn thường xuyên thăm viếng các giáo xứ. Buổi sáng kia tới một nhà thờ họ Đạo, Ngài thấy giáo dân đứng chờ trước tòa giải tội. Ngài vào ngồi tòa, khiến cha Sở tới nơi phải bối rối. Trợ giúp hàng giáo sĩ về luân lý lẫn tài chánh, đó là nét đặc trưng trong chức vụ của Ngài. Mỗi hoạt động của vị giám mục thánh thiện đều tạo thành tiếng vang. Năm 1893, Đức Leo XIII đặt Ngài làm hồng y giáo chủ Venezia. Lần này Ngài mau mắn vâng lời. Khi vị đại diện Đức Kitô mở lời, không phải là lúc để nghiệm xét mà là vâng phục. Không được phép cân nhắc lệnh truyền để tìm giảm thiểu mức độ vâng phục. Đức Hồng Y tiếp tục cùng một chương trình canh tân. Ngài xây dựng nhiều thánh đường, cô nhi viện, chủng viện và một phân khoa giáo luật. Ngài can đảm thiết lập thông tấn xã công giáo. Ngài đến nhà thờ và tranh đấu cho việc tôn trọng luật Chúa. Ngày 8 tháng 7 năm 1903, Đức Leo XIII từ trần. Đức Hồng Y giáo chủ Sát Tô phải đi vay tiền mua vé về họp mật nghị bầu giáo hoàng. Trong mật nghị, Đức Hồng Y Buzina, cai quản Cano, cho biết hoàng đế nước Áo phủ quyết Đức Hồng Y Rambella, quốc vụ khanh của Đức Leo XIII mới từ trần. Cuộc bỏ phiếu đầu 1 tháng 8, Đức Sát Tô chỉ được 5 phiếu. Đức Hồng Y Gibbons, người Mỹ, xin ngài đừng phủ quyết cuộc bầu cử và đến cuộc đầu phiếu thứ 7. Ngày 4 tháng 10, ngài được 50/62. Vì sự kiện trên, sau này người ra hiến chế Como Missum Nobis để ngăn chặn mọi mưu toan chính trị, tìm khuynh đảo các cuộc bầu cử giáo hoàng. Sau kết quả cuộc bầu cử, Đức Hồng Y niên trưởng đến hỏi: chúng tôi đã nhân danh Thiên Chúa tiến cử Ngài làm giáo hoàng, Ngài có ưng thuận không? Sau giây phút yên lặng trong nước mắt giàn giụa, Ngài nghẹn ngào trả lời: ước gì tôi không phải uống chén này, nhưng mong sao ý Chúa được nên chọn. Thấy câu trả lời chưa rõ, Đức Hồng Y niên trưởng hỏi lại lần nữa, và Ngài trả lời: tôi xin nhận như nhận một thánh giá. Vậy Ngài muốn nhận tên gì? Vì tôi phải chịu khổ, nên tôi nhận tên của những vị đã phải đau khổ. Tôi nhận tên là Bio. Thế là cuộc bầu cử giáo hoàng đã xong. Lễ đăng quang được cử hành ngày 9 tháng 8 năm 1903. Trong thông điệp đầu tiên, Esupreni Apostolatus, ngày 4 tháng 10 năm 1903, Ngài công bố: nếu người ta muốn hỏi tôi một châm ngôn phát xuất từ đáy lòng, tôi sẽ luôn nói rằng canh tân mọi sự trong Đức Kitô. Suốt triều đại giáo hoàng, Đức Pio X đã thực hiện châm ngôn ấy. Ngài cho phép các trẻ em nhỏ rước lễ sớm hơn khi vừa mới tuổi khôn và khuyến khích việc rước lễ hàng ngày. Với thông điệp Pascendi, ngày 8 tháng 9 năm 1908, kết án thuyết duy tâm, Ngài sửa lịch và sách nguyện, canh tân thánh nhạc,
và truyền dùng trong cả giáo hội. Ngài thiết lập các viện nghiên cứu âm nhạc và kinh thánh tại Roma. Ngài khởi đầu công cuộc hệ thống hóa giáo luật. Về phương diện chính trị, Ngài tạo ra sự dễ dàng trong việc liên lạc giữa giáo hội và vương quốc Ý khi tổ chức lại các bộ và các tòa án cùng giáo triều Roma. Tông hiến Sapiendi Concilio năm 1908 cho thấy dấu hiệu sẵn sàng chấp nhận việc để mất các quốc gia của giáo hội, cũng không cần đến cơ cấu cai trị dân sự làm khuôn mẫu. Ngay từ năm 1905, Ngài đã cương quyết khước từ hòa ước Napoleon và chấp nhận sự phân biệt giáo hội với quốc gia, vì biết rằng sự nghèo khó của giáo hội Pháp là có lợi hơn. Giữa những công chuyện hóc búa này, Đức Pio X không bao giờ thực sự cảm thấy mình được ở nhà. Ngài là tù nhân ở Vaticano. Một lần tiếp xúc với các bạn cũ, Ngài bật khóc: "Xem người ta đưa tôi lên ghế này đây." Tìm lại nếp sống cũ, Ngài đưa các em về Roma để giặt ủi và may vá đồ. Khi đau bệnh, Ngài xin linh mục là cháu cho rước lễ. Ngài còn đưa cả cha tuyên úy và người nấu ăn từ Venezia về. Vì thích sống thanh đạm, Ngài bỏ các nghi thức nhỏ nhặt và nhiều truyền thống nặng hình thức khác. Khi Ngài qua đời, người ta còn thấy trong túi áo Ngài những vật của một học sinh, con dao nhỏ và mẩu bút chì. Năm 1914, vào năm thứ 11 sau khi Đức Pio được bầu làm giáo hoàng, châu Âu lâm vào cảnh chiến tranh. Ngài ngã bệnh. Ngài dâng lễ cuối cùng, ngày lễ Mông Triệu, và qua đời ngày 20 tháng 8. Người ta nói rằng Ngài bị vỡ tim vì lo buồn cho nhân loại. 9 năm sau khi bắt đầu hồ sơ phong thánh, và ngày 3 tháng 6 năm 1951, Ngài được phong chân phước. Ngày 29 tháng 5 năm 1954, sau 40 năm qua đời, Ngài được phong hiển thánh. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.